Nếu như BOC của bạn nhận tín hiệu là điện áp nhưng mà cảm biến bạn mua về là tín hiệu là 4-20mA thì bạn phải làm sao? Bạn sẽ mua một bộ chuyển đổi với giá 2 triệu mấy. Ồ, giải pháp này rất là mắc tiền các bạn ha. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chuyển đổi chỉ với 1.000 đồng. Bạn không nghe nhầm đâu, chỉ với 1.000 đồng thôi nha. Rồi để mà chuyển đổi các bạn nhìn lên cái hình này ha. Đây là mạch vòng 4-20mA cơ bản các bạn ha. Vậy nếu mà bạn muốn chuyển từ 4-20mA sang tín hiệu điện áp thì sao? Đây. Trên cái đường vòng 4-20mA các bạn lắp thêm một cái điện trở các bạn ha. Và điện trở này điện trở 250Ω. Thì tại hai đầu cái điện trở 250Ω này các bạn lấy ra cái tín hiệu điện áp nó sẽ được là 1-5V DC. Vậy tại sao mình lại tính được như vậy? Bạn xem cách tính nha. Đây như các bạn biết U bằng Y nhân R ha các bạn ha. Rồi nếu như 4mA mà đi qua 250Ω thì mình sẽ tính U sẽ bằng là 1V DC ha các bạn ha. Và 20mA đi qua điện trở 250Ω thì mình sẽ tính ra được là 5V DC ha các bạn ha. Như vậy là ở đây là 4-20mA mình sẽ chuyển đổi được thành là từ 1-5V. Và cái việc chuyển đổi này là nó sẽ có thể nó có một số sai số ha các bạn ha. Ví dụ như điện trở của bạn nếu như không chính xác 250Ω thì là khả năng là nó sẽ cho ra một số sai số ha các bạn ha. Thì tùy theo ứng dụng của bạn, nếu như sai số của bạn có thể chấp nhận được thì các bạn cứ dùng cái phương pháp này, nó rất là rẻ tiền các bạn ha. Và sau khi mà bạn chuyển đổi từ 1-5V mà nó có một số sai số thì các bạn cứ scale lại cho nó scale lại trong cái bộ hiển thị cho nó đúng với lại cái giá trị thực tế ha các bạn ha. Rồi nếu như mà ở nhà các bạn mà không có cái điện trở 250Ω mà bạn có điện trở 100Ω thì bạn làm sao? Thì bạn cứ lắp 100Ω qua và bạn cứ tính ha. Thì dòng điện nó 4-20mA nó sẽ chạy ra thành 0.4-2V DC các bạn ha. Rồi nếu như mà bạn có điện trở 500Ω thì sao? Nếu như mà các bạn dùng điện trở mà cao hơn 250Ω các bạn cứ lưu ý ha. Xem thử là cái vòng 4-20mA của các bạn nó có đủ tải được cái điện trở này hay không. Và nếu như các bạn không rành về cái việc tính tải này là các bạn hãy xem video này của mình. Video này mình nói rất là kỹ ha các bạn ha. Tính tải 4-20mA để xem thử chiều dài dây tối đa là bao nhiêu. Bạn hãy đón xem cái video này nha. Nếu như bạn có câu hỏi thì bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận ha. Mình hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ video này. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc bạn thành công.